nghĩ là bạn này hát sẽ rất là tốt. Chính xác, tôi cũng có cảm giác như vậy. Cái cách cô đưa cái vai của thôi là mình đã thấy đẹp rồi. Tôi hy vọng là cô này là cái người tự tin mà kiểm soát giọng hát mình tốt. Chris ơi, em đại gia, hiện nay em thấy thế nào? Thấy chị giống như chị Hằng Nga vậy đó anh. Chị chỉ chờ chú Cụi là em sao đó. Dạ. Ý, cái này phát sóng lên là chết. Sao chết? Vợ em con. Không sao đâu, Chris à. Anh nghĩ là vợ em nhà cho thằng game show chắc là bạn ấy không có quan tâm tới chuyện này đâu. Không, nhưng mà em nghĩ bạn này sẽ rất là giỏi đây và em sẽ lấy được bạn này. Tại vì bây giờ là em là tiền nhiều nhất rồi. Đúng. Bỏ hết nhiều đó tiền đi. Còn Khả Nhi thì sao cưng? Em thích bạn này tại vì bạn có cái kỹ năng biểu diễn rất là cuốn hút và bạn có sự tự tin thì em nghĩ bạn hát chắc. Thì tí nó đấu giá con cao giá một tí, đừng có vài chục đồng hay là chỉ có nãy giờ ba khen ai là coi như là giá 50% mọi người em sẽ làm một phát cho mọi người trầm trồ. Anh chờ đợi nha. Còn anh Vũ Hà thì sao ạ? Anh chả thích gì cả, anh chỉ thích cái giọng ca thứ 4 thôi. Chứ còn giọng ca này cũng chỉ bình thường thôi. Với múa thì ôi dồi ôi, ai cũng múa được phè phè mấy cái như thế này. Ôi dồi ôi, nếu mà mặt là đẹp thì bỏ ra thử chứ đeo lên đeo làm gì. Mà anh không có ấn tượng vì sao anh không thích nữa là cái cằm rất đẹp và rất là tự nhiên giống Khải Như. Mà Khải Như là một cái danh sắc thì biết rồi đấy. Ủa anh Hà, anh sao nữa vậy? Em sao với anh vậy? Không có sao cả. Một hồi em chóng mắt em coi anh xin lỗi người ta như thế nào. Để rồi xem. Ngân. Dạ. Bây giờ em đang thiếu thốn là cuộc sống lắm phải không? Em biết là em sẽ không thể trả giá bằng mọi người được rồi. Nhưng người tốt không bao giờ mà bị dùi dập mãi được. Chính xác. Sẽ có một lúc nào đó phép màu sẽ hiện ra. Đó là lúc này. Đây là sổ tiết kiệm mà chương trình sẽ phát xuống. Trong đấy có thể có một hoặc là hai cuốn sổ có tiền. Và dĩ nhiên những cuốn sổ còn lại sẽ là không. Ưu tiên cho cái người mà người ta đang xa cơ thất thế. Tóc bê thi. Anh ở hiền lành hay không là phút này này. Cuộc đời của em là như thế này đấy, hiểu chưa? Nếu mà em bốc đúng nhiều tiền thì là em em là phải bốc đi. Đừng có lo chuyện rủa nhỏ nữa. Đây coi coi người hiền lành bốc một cái là cả tím cả cả mấy trăm tiền trong đây này. Min mà bốc chúng cũng có tiền là Min cho Ngân đó Min. Trời ơi, ở đâu ra vậy chị Bảy? Đói hả? Trời ơi. No. Trời đất ơi là trời. Thôi, và đừng cho anh người ta biết. Rồi. Trời ơi, mấy người mà hay cười ung sùm thì chắc không có gì đâu em, anh nói thiệt. Và bây giờ, ai muốn mời ca sĩ Bí Ẩn số 3 về đội mình, mời đưa ra con số. Xoay. Wow. Ủa? Ngân 300. Ủa? Ngân 300. Ủa? 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 Là... Ủa? Tại sao Ngân lại 300? Tại sao nó được đưa 300 trong khi nó còn 100 riêng tài khoản? Có nghĩa là... Wow. Thấy chưa? Ở hiền gặp lành. Chris Phan đại gia thì chỉ cho có 500 triệu thôi. Khả Như 600. Vũ Hoa 900. Vâng thưa quý vị, và giọng ca biển số 3 thuộc về đội anh Vũ Hà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của bạn ấy. Người hỏi sau khi chia tay em sẽ như anh bao nhiêu, rồi làm như anh lo lắng, anh quan tâm. Và hỏi sau khi chia tay em đã yêu thêm một người khác, rồi thản nhiên sao có thể không biết là em học yêu bản thân hơn. Em học khen với cô
thương, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ gì, để em mơ lại nhìn đâu cũng đau vì em. Không hề yếu đuối, em rất mạnh mẽ. Wow, sâu đã luôn thưa quý vị. Trần Ngọc Ánh với ca khúc Gửi Người Yêu Cũ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Nếu như yêu thích hãy bình chọn ngay. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Ngọc Ánh. Em hát được bao nhiêu năm rồi? Tính ra thì là em bắt đầu từ năm 2015 đến giờ là được 4 năm rồi ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Là em 24 tuổi ạ. Trời ơi, sự nghiệp còn rộng mở. 24 tuổi trẻ đẹp mà hát diva dễ sợ. Thật sự là khi mà nhìn cô bé này, gọi là múa, cái đấy là cái gì, tài năng. Thì tất cả mọi động tác của cô bé ấy rất uyển chuyển. Chỉ có những người hát hay, nhịp giỏi và đặc biệt biết điều khiển cơ thể. Xin lỗi anh đi ạ, anh kêu Khả Như đang múa y chang vậy cho anh coi ạ. Không. Nói chung là ngày hôm nay anh Vũ Hà quyết định hoàn toàn đúng đắn, hợp lý. Thưa tôi hỏi là bạn Nguyên, với một đối thủ như vậy bạn có cảm thấy lo lắng cho ca sĩ của mình không? Tôi phải nói là cô này hát quá hay là khỏi nói. Vậy mà còn xinh đẹp nữa. À Harley ơi, em dịch giùm anh nè. À nếu mà hai đứa mình về chung một nhà đó thì cô ấy cũng sẽ ở chung một công ty luôn. Anh Vũ Hà, anh có cảm giác giống như anh muốn lấy tôi về nhà anh luôn hay gì á? Xong thôi, nhiều khi á bước bay về nhà luôn. Hai người không phải là một đội, bây giờ là đối thủ của nhau. Khó. Mời em ra đây. Không có tình cảm gì trong cái giây phút này nữa. Thưa quý vị,
Bây giờ chúng ta nói về giọng ca số 1. Ai cảm thấy cái sự mộc mạc, chân thành của bạn ấy có khả năng được khán giả bình chọn cao hơn, hãy mời bạn ấy trở lại đội mình. Từ bạn Min. Không thương lượng thì thôi, vẫn là của bạn Min. Bạn Ngọc Ánh. Ai muốn mời bạn Ngọc Ánh về lại từ đội của anh Vũ Hà, mời cho một con số. Hay ho. Em là đại gia đó em. Ủa cái gì vậy? Cái này giống như dàn mạc anh Vũ Hà hay sao? Xin bị động một chút chút nào. Em hiền. Nhưng mà nó phải chọc em. Em đi ra đây. Em đừng có né tránh đánh mình Minh nữa. Nói ngay nè. Tài khoản em số mấy? Anh bấm cho. Thấy chưa? Dàn mạc. Bây giờ em trả 1 tỷ. 1 tỷ. Đó, hay quá Min. Nhưng 1 tỷ này không phải là tiền của em. Em cũng chỉ vừa mới buôn đi bán lại kiếm lời thôi nhá. Anh ơi, giúp giận ta mắc xa kìa, giúp giận kìa. Thank you. Trời ơi, dễ sợ thiệt, dễ sợ thiệt. Trời đất ơi. Em sẽ muốn bạn này về với giá 1 tỷ. Thôi được rồi chị à. Ủa, có số nào? Chị đâu có số 10 này. Hoàng Thánh này lúc nào cũng can thiệp đúng chỗ đúng lúc. Anh ơi, 1 tỷ 10 triệu, giao dịch hay không? Theo tôi, với cái giọng ca như thế này, tổng là tất cả tiền của các bạn phải bỏ vô thì tôi mới nhường lại được. Trời ơi. Nói như vậy, có nghĩa là không có thiện chí giao dịch gì cả. Chris về. Em không mua nữa. Mọi thứ không thay đổi, giữ nguyên. Và mời các nhà đầu tư âm nhạc bước ra, chúng ta loại trực tiếp. Ây chà, anh em đấu với nhau sao? Tôi 이기면 그 형님이 900원 날리시는 거죠. À, nếu như bạn Park Jong Min thắng, có nghĩa là anh sẽ mất 900 triệu đúng không ạ? Xin lỗi. Không sao. Bên đây thắng hay bên đây thua, hoặc bên đây thua và bên đây thắng đều giống nhau. Xem Thưa quý vị, Thành Nghiệp lúc nãy được 92 điểm, một con số rất cao. Và số điểm khán giả dành cho Trần Ngọc Ánh là 92, xuất sắc. Wow. Như vậy là số điểm bằng nhau. Congratulations. Không ai bị loại này cả. Chiếc giường vẫn còn giá trị. Còn giá trị. Chúc mừng anh Vũ Hà và bạn Park Jong Min. Chúng ta sẽ gặp gỡ lại nhau ở vòng thứ tư sau vài phút giây lao, thưa quý vị.